Hi, chào các bạn. Hiện tại giờ mình ở chợ chợ Mataya gì đây, là mà là hiện tại là ban ngày buổi sáng cho nên là đường phố rất là vắng. Chợ này nó chỉ bán là buổi đêm thôi, buổi đêm rất là đông. Đấy, mọi người thì đi chơi hết rồi, đi đảo hết rồi, mình thì với lại đi lì với chưa nhờ đi dạo cái phố này ban ngày kiếm cái đồ ăn cho chưa nhờ. Kiếm đồ ăn cho chưa nhờ. Nó mang nó. Orange juice? Yeah. Orange juice. Quá rất đẹp quá. Quán rất đẹp, rất sang. Giờ đây kiếm đồ ăn cho chưa nhờ. Nó mang nó. Orange juice? Yeah. Orange juice. Anything else? Quán rất đẹp quá. Quán rất đẹp, rất sang. Nhà ăn xong rồi giờ đi dạo vô chợ thử rồi mọi người. Đây là những người vô gia cư ở Thái Lan. Bây giờ tham quan chợ các bạn, mà không biết chợ này là chợ gì, mà để gia đình mình vô thử, đây thử bán cái gì. Giống như siêu thị vậy đó. Bánh cà phê. Thank you.
trái cây sấy đặc sản của Thái Lan. Nó giống chùm ruột quá à. Kìa. Báo. Bánh tráng ngon hơn bánh tráng. Ok. Bé bị cần lấy cái giỏ không? Nóng gì? Đây là chợ các bạn, chợ tập trung giống như chợ thường ở Việt Nam mình vậy đó. À, đây là mấy chị làm neo. Bên đây muốn bên nào? Chợ ở quê các bạn, chợ ở Sài Gòn, ở Việt Nam mình đó, chợ thường thôi, bán đồ, quần áo, giày, dép. Đây là chợ quần áo thôi, không có đồ ăn là ở chỗ khác. Hết rồi, quay lại. Đây là hàng ăn. Quay hàng. Dưới đây là đồ ăn. Mình đã ăn sáng rồi, cho nên là không có đói. Quay cho các bạn xem thôi. Mang đồ ăn này mình cũng biết kêu tên là gì đó các bạn. Này, cơm này. Đây tiệm này tiệm cơm. Bên mấy tay trái là bán quần áo, bên tay phải là bán đồ ăn sáng.
cơm. Hả? Hả? Một hoa cá này. Một chiên cá chiên. Chính tại. Cái phô. Ốc phô cá đang học. Cá chiên. Cá phô. Rồi. Ào, quán, trên bạc. Trên mười bạc. Trên bạc. Dạ. Học cái này là 10 bạc các bạn. 10 bạc Việt Nam thì tương đương với là 8.000. Khám. Tương đương với 8.000 Việt Nam. Khám. Phải phải. Dạ. Cảm ơn. Đây là cỏ hay là cỏ? Cỏ một chút vậy. Đây là nước ép trái cây. Ngon không? Baby? Ngon không? Ở đây có hai cái chợ bạn. Chợ em đi là chợ mấy bên phải và đây là chợ bên trái. Chợ bên đây thì làm neo, làm móng thôi. Đây là treo, làm đẹp đồ. Đây là thịt nướng. Nướng nhìn ngon quá ha. Những cái tiệm nail ở Thái Lan này mình thấy kỳ lắm các bạn. Người ta chỉ bày một cái tiệm, một cái gian hàng ở đây, người ta ngồi ta làm thôi. Chứ không phải là một cái tiệm giống như ở Việt Nam mình. Có ghế ngồi, ngồi lựa màu. Không giống như Việt Nam. Tính là anh làm cái này là rẻ tiền ở Việt Nam, mà không đầu tư một bill, không đi một cái tiệm đúng không? Ngồi làm vô tư. Cái là hơi nóng một chút. Đây là bán quần áo. Đây chắc là mắm. Đây là gian hàng giày dép. Đấy, cho Lily trải nghiệm làm nail ở Thái các bạn. Thử. Hello. Anh đi lựa màu nữa, cho em màu. Để kiểu chứ không? Khác không rồi. Đây là bảng màu để mình lựa các bạn. Mình sẽ lựa một màu cho Lily. Oh,
đi làm móng ở đây gặp người Việt Nam các bạn. Hai cô đây là một người ở Hà Tĩnh, một người ở thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây hay quá, ở đây chỉ mở tiệm thì là làm thôi, không cần phải build tiệm như Việt Nam ha. Làm mỗi chợ. Chị là nhà ở đây luôn hay là sao? Đó. Nhà ở đây luôn hay là sao? Qua đây thuê nhà hả? Hay là qua đây làm rồi? Người... có chị đây, chồng chị là người Thái á. Lâu chưa chị qua đây lâu chưa? Dạ em mới qua mấy tháng. Lâu rồi. Mấy chị em đi đâu? Đây là bán gì vậy chị? Làm đẹp xong, ăn đồ nướng. Thank you. Thank you. Hai cái. Hả? 10 baht. Yeah, 2. I want 2. Chưa từ bên. Nhân tập không? Hai cái 10 bạc, hai một 10 bạc một cái. Spicy. Chili. Mình nếm thử cái nào cay các bạn. Cái nào không cay. Cái này. Cay không? Cay dữ không? Thử cái này không? Thử luôn cái này. Thử luôn anh, lỡ thử thử cái nữa. That's spicy. Yeah. Thử cái nào cay. Cái này là 10 bạc, 10 bạc một cây các bạn. 10 bạc thì tương đương với lại là 8.000 Việt Nam. Đấy thì mà chân gà các bạn. One more chicken. Một cái nữa. Một cái nữa anh. Không lấy con cái rồi. Three. Chicken tree. Chicken tree. Yeah. Ok. Yeah, mẹ ăn mấy đâu. Cái này á, cay quá mẹ không nổi. Cái này không cay. Trời ơi, cái này hả? Không. Sáng giờ đi dạo vòng khu chợ đây các bạn. Nhưng mà bây giờ thì tới giờ phải hẹn xe rồi, chuẩn bị trả khách sạn rồi đi đến một nơi khác và ăn trưa. Rồi bây giờ tức nữa về khách sạn trả phòng rồi để cho ăn trưa mà sẽ quay tiếp cho các bạn xem nha. Đây cho các bạn coi người Mỹ này. Mới lên. Anh đi làm thiệt. Việt Nam, Mỹ không Mỹ. Nói là Mỹ, ra chửi. Ngon không? Dạ ngon.